đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này vào năm mùa mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày ra từ suối tay nằm trong cát xôn xao trời, lời ru êm ái tên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã dòng lệ thắm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia. Con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con. Chúng con lạy ơn Nữ Chúa thành thần kiều hiền xa la vô cùng chúng con. Kính Nữ Chúa thành thần xuống về lòng chúng con, là kẻ tin cậy Nữ Chúa Trời, là luôn luôn kính cậy Nữ Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Nữ Chúa Trời cho Nữ Chúa thành thần xuống. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng luôn, Cha chỉ lên đi, Cha thể hiện người lập cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin cho để chúng con tha cho cám dỗ những điều chúng con cho khỏi sự thừa. Kính lòng Maria, hệ ơn của Đức Chúa Trời ở cùng bà và có cùng bà ơn mọi người nữ bà Giê-xu con lòng bà cùng một là mạnh. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay
tôi tin kính đức Chúa Trời là Cha mẹ lạy Nữ Vương này nhân lành làm cho chúng con được sống được vui được tây thân tây mẹ chúng con cháu bé và ơn chúng thánh thầy kêu đến cùng và chúng con nỡ lời khóc lóc than thở kêu vấn và thương mỗi ôi và là Chúa hầu chúng con xin bé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đây xin cho chúng con được Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Trích sách tiên tri Isaia: Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc, và trên núi này người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, thì Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất khỏi mặt đất sự tủ hồi của dân người, vì người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta chờ đợi. Chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con hằng nhớ Chúa là đấng làm chủ sự sống và sự chết, là đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tấm khăn liệm trải trên mọi nước, và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa nói thương chúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong gia đình tin hoang ấy thì hiệp thông với người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lấy những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi sự tội, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành, và Chúa biết cả những điều chúng con thầm mong ước.
Chúng con cầu xin Chúa thương đến người chị em chúng con mới lìa bỏ trần gian, ước gì bà Maria lại tìm sức được sống bên Chúa, được vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết, vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Đức Kitô, bởi có lời chết. Chúa phán, ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Kitô, Con của Người từ cõi chết sống lại, và đơn cứu độ cho kẻ sống cũng như người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người quá cố là bà Maria lại tìm sức, xưa kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người chị em này đã đón rước mình Chúa Kitô là bánh thằng sống, được Chúa cho sống lại trong ngày sau hình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi mà bà Maria lại tìm sức đã sai phạm vì sự mỏng ròn của loài người, để người chị em này được xứng đáng hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người chị em chúng, cho anh chị em chúng ta đang họp nhau nơi đây trong niềm tin, được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người chị em của chúng con được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, và xin cho bà Maria ngài tìm sức được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn đời. Để làm phép quan thầy.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Để Thiên Chúa toàn năng hàm hữu, khi tác thành vũ trụ hữu hình, Chúa đã ban phúc cho tất cả. Khi ngôi lời nhập thể, Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn. Cúi xin Chúa chúc phúc cho chiếc quan tài này, để trở nên nhà tạm cho thân xác bà Maria đại thiện sức. Trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Kitô, đang được bên hữu Đức Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Lạy Chúa, con đã rơi vào sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, với Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban được, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời Chúa ấy. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mang đi. Có hẳn ở ngoài ấy.
Kính thưa gia đình tang quyến của cụ Maria Đại Thị Sức, cụ Maria Đại Thị Sức đã chấm dứt hành trình trên trần gian này 99 năm để trở về với Thiên Chúa và cội nguồn của chúng ta. Vì thế trong tâm tình, trong sự hiệp thông giữa người sống và người đã qua đời, còn đến đây cùng với cả ban hội đồng mục vụ để chia buồn cùng gia đình của cụ, xin Chúa sớm đưa linh hồn của cụ về hưởng hạnh phúc thiên đàng, và xin Thiên Chúa cũng an ủi gia đình của cụ. Giờ đây chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện để xin Chúa bảo lòng thương xót với cụ, mắc những tội lỗi thì xin Chúa bảo lòng sớm đưa linh hồn của cụ về thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con tôi tìm thấy nơi chưa thành là cha phát tao họ chúng tôi mời cha chúa thánh thần và mời con ngài xin hỡi đại gia đi a đồng thiên chiếu lan đời quan
Lạy Chúa, con đã rơi vào sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào hãy tội được, tội Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa than ngựa. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con vậy vì lời Chúa hay. Sự sống đây chỉ thay lời mà không mất đi. Đó con người nằm liền trong ngủ, con nhắm lại rồi nghe thấy tương lai. Con thiếu người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chúng con trong bài ra thánh nhân mẹ Chúa Trời. Một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình thân quyến, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con hân hoan đi về với Ngài.
bên Chúa nghỉ ngơi. Hồn con mong về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan. Thân con tồn tại trong Chúa mà trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như
bão tố. Cho dù tình đời đổi thay mau vẫn cứ thương đau, mặt trời rồi sẽ mọc lên, tình thương Chúa dẫn con đi, tin yêu không ngại ngùng bước chân đi ngàn trùng giữa đêm dài tăm tối. Tình yêu như chiếc lá ru cây rao đời buồn vui thay, tình này ai hay. Chúa ơi, bao giờ Ngài dẫn con đi, đi về quê cha mong chờ. Phù du là phận người, trăm năm như chớp mắt thôi, công danh như nước trôi qua cầu, đời con rồi về đâu. Thank you.
Chúa ta là con Chúa đã với trời xuống làm người thế, loan tin mừng cho người nghèo khó, ba năm trường xa truyền chân lý đời sống ngày sau. Những ai trung thành lại đưa nơi.
sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi. Hạnh phúc đời sau, sự sống đã đổi thay, không mất đi đâu nào. Cuộc đời đã ngừng trôi, tìm về bên tình Chúa. Tình Ngài cuốn tôi theo, đi tìm nguồn hạnh phúc. Ở bên kia cõi đời, Chúa đang chờ đợi. Thank you.
cô Savia. Lạy bà Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Kính thưa hoàn đẹp và hội chồng, tôi xin đại diện cho gia đình cũng như đại diện cho anh chị em con cháu của tôi trong gia quyến hôm nay được Chúa gọi cùng chúng tôi về hai hội đoàn đã có lời tri ân đến gia đình, đến gia đình và dành thiện cảm cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa nói gì hơn, và đúng 6:30 sáng ngày mai là lễ tri liệu cho bà cụ của chúng tôi, và 7 giờ được cha sư trị là lễ cho bà cụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho gia đình mời các cụ các hai hội đoàn về tại Cang Gia ăn trầu dưới nước và đưa cụ chúng tôi vào trong nhà thờ và đưa cùng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng sau thời hai hội đoàn về dự bữa cơm nhạc để anh em qua chúng tôi cũng có lời cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly, mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Thank you.
lòng con thương nhớ mẹ khôn. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn Thank you.
Thank you.
Kính thưa các cụ ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại hai bên, bạn bè quý khách xa gần, để đảm bảo thời gian tiễn đưa cụ Maria vào nhà thờ cha xứ Sơn Tây Nghệ, thay mặt địa phương con xin lắm mọi người có mặt tại căn quyến của địa phương đứng lên làm chương trình lễ truy điệu. Kính thưa linh hồn cụ Maria Lại Thị Sức, kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa các cụ, con các bà cùng toàn thể nhân dân đang có mặt tại tăng quyến hôm nay ngày 4 tháng 10 năm 2024, trước giờ phút bùi ngùi lưu luyến và tiễn cụ Maria về nơi an nghỉ cuối cùng, được sự thống nhất cùng gia đình tăng quyến, ban lãnh đạo địa phương thôn Hoàng Nguyên thành lập ban tang lễ gồm các quý vị sau đây: một, ông Lại Văn Oanh trưởng thôn làm trưởng ban; hai, ông Nguyễn Trọng Tấn trưởng ban công tác mặt trận; ba, ông Đào Xuân Quý phó thôn; bốn, bà Lại Thị Tâm đội trưởng đội sản xuất làm phó ban; năm, các bà là trưởng các ban ngành đoàn thể của địa phương cùng về tham dự buổi lễ tang và tiễn đưa cụ Maria. Hôm nay còn có các tổ chức đoàn thể, hội kèn đồng thôn Hoàng Nguyên, hội trống thôn Hoàng Nguyên, các cụ ân nhân họ hàng nội ngoại gần xa cùng bà con nhân dân trong làng ngoài xã đang hiện diện nơi đây. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong giây phút đau thương lưu luyến khi cụ Maria sắp phải chia xa cộng đoàn, kính xin cộng đoàn hồi tưởng lại thời gian khi xưa cụ Maria còn đang vui sống với gia đình và cộng đoàn yêu mến. Cụ Maria Lại Thị Sức sinh năm 1925 dưới núi Tre Lạng xưa. Cụ xuất thân là người hiền lành, chịu khó lao động dưới mái ấm gia đình, luôn chăm chỉ tận tâm sớm khuya để lo cho con cái. Với tinh thần và nghị lực vươn lên cùng bà con xóm làng đoàn kết chia sẻ cùng nhau xây dựng và phát triển cuộc sống ngày càng đổi thay. Hôm nay Thiên Chúa đã gọi cụ Maria từ bỏ trần gian về với Chúa, được xung vầy cùng các bậc tiền nhân. Kính thưa cộng đoàn, sau đây tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tấn trưởng ban công tác mặt trận lên đọc lời điếu. Sau đó xin mời vị đại diện gia đình có lời tri ân cùng địa phương và quý khách xa gần. Kính thưa linh hồn cụ Maria Lại Thị Sức, sinh năm 1925. Kính thưa toàn thể gia đình tăng quyến, kính thưa các đồng chí đại diện cho các ủy đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn Hoàng Nguyên. Trong lúc cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên đang ra sức thi đua lao động sản xuất, thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị làm thay cụ đông, thì nhận được tin cụ Maria do tuổi cao sức yếu bệnh trọng không qua khỏi, trở về cùng Chúa. Trước hương hồn của cụ, ban lễ tang thôn Hoàng Nguyên cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn có vòng hoa tươi, nén hương thơm đến kính viếng linh hồn cụ và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, bạn bè, thân bằng hữu hữu, nội ngoại gần xa và gia đình tang quyến, kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay,
Cụ Maria do tuổi cao sức yếu, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù cụ đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, đã được các con, các cháu tận tình chăm sóc lâu ngày, nhưng do mắc bệnh trọng nên cụ đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng. Vào hồi 14 giờ đến 5 phút ngày 2 tháng 10 năm 2024, cụ hưởng thọ 99 tuổi. Cụ mất đi là sự mất mát to lớn đối với gia đình, làng xóm, quê hương thôn Hoàng Nguyên, là sự đau thương vô hạn đối với các con, các cháu của cụ. Cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình Tam Quyến, cầu mong cho linh hồn cụ sớm về được nhan thánh Chúa. Hôm nay địa phương cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn, cùng bạn bè thân bằng cố hữu nội ngoại gần xa tập trung tại đây tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và đưa cụ vào nhà thờ để cha làm lễ an táng cho cụ. Kính thưa toàn thể tang lễ, cụ Maria sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thôn Hoàng Nguyên. Khi còn nhỏ, cụ được bố mẹ nuôi dạy cho ăn học, lớn lên xây dựng gia đình với cụ ông. Hai cụ sinh hạ được 5 người con, 2 người con trai và 3 người con gái. Các con của cụ đều là những công dân tốt. Với đoàn thể, cụ là hồn viên tiêu biểu, gương mẫu. Trong gia đình, cụ là người mẹ, người vợ, người bà hết mực bao dung, hết lòng vì tương lai con cái. Với bạn bè, những người trong xóm ngoài làng, cụ luôn hòa nhã. Cụ sống nhiệt tình, có trách nhiệm với mọi công việc, được mọi người quý mến. Cụ là niềm tự hào to lớn với các con, các cháu về sự quán xuyến tảo tần. Tất cả những công sức của cụ không chỉ mang lại sự phát triển chung của địa phương, của xã hội, mà cụ còn để lại cái đức lớn cho con cái mai sau. Nay do căn bệnh quá hiểm nghèo, cụ đã không qua khỏi và từ biệt cõi trần. Từ biệt người thân, cụ ra đi trở về cùng Chúa. Cụ mất đi để lại nỗi đau thương mất mát không có gì thay thế được cho các con, các cháu của cụ, niềm tiếc thương thật là vô hạn. Cụ mất đi, địa phương thôn Hoàng Nguyên mất đi một công dân tiêu biểu, các chi hội đoàn thể mất đi một hội viên gương mẫu, xóm làng mất đi người bạn ân cần gần gũi. Kính thưa linh hồn cụ, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ phải chia tay và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tiễn linh hồn cụ về với Chúa, về với ông bà tổ tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng. Với đạo đức và công lao của cụ, gia đình, làng xóm, ai ai cũng lưu luyến tiếc thương. Kính thưa gia đình Tam Quyến, trong giờ phút đau buồn tiếc thương vô hạn này, chúng tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Hoàng Nguyên chia sẻ với gia đình nỗi mất mát đau thương lớn lao này. Mong gia đình và người thân nén đau thương, giữ gìn sức khỏe, ổn định cuộc sống, và cùng cán bộ địa phương thôn Hoàng Nguyên đoàn kết một lòng để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thôn làng văn minh. Xin kính chúc cụ yên giấc ngàn thu, cụ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho các con, các cháu và cho nhân dân luôn khỏe mạnh để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ đến linh hồn cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tôi đề nghị tất cả mọi người có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay hãy dành một phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu.
Kính thưa ban tang lễ, kính thưa chi bộ thôn Hàm Nguyên, kính thưa toàn thể nhân dân thôn Hàm Nguyên, sự giúp đỡ của bà con nhân dân thôn Hàm Nguyên và gia đình, chị đỡ gia đình chúng tôi sẵn sàng tôn trọng gia đình chúng tôi cũng không đơn giản gì hơn được cán bộ thôn địa phương về làm lễ chi liệu cho nhà chúng tôi. Tôi cũng xin thay mặt cho gia đình và gia đình chúng tôi xin có lời cảm ơn trong lúc cầu nam buổi tối không thể tránh được trực tiếp, xin được được thứ. Tôi xin cảm ơn. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và tôi cũng tin rằng xác kẻ chết ngày sau sống lại. Trong niềm tin đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng với gia đình tăng quyến dâng thánh lễ an táng cho cụ Maria Lại Thị Sức, để trong niềm tin chúng ta tin rằng nhờ các thánh lễ, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta, cụ bà Maria sẽ được hưởng nhan Thánh Chúa. Trong tâm tình đó, xin Chúa thứ tha những lầm lỗi, những thiếu sót để chúng ta hiệp dâng thánh lễ an táng giờ đây cho sốt sáng. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng thương xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các thánh trong tình nghĩa nhân loại, hôm nay khi cử hành nghi thức an táng cho tôi tớ Chúa là cụ Maria Lại Thị Sức, chúng con này xin Chúa cho tôi tớ Chúa được dự phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình diện trước tôn nhan Chúa trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Isaia. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ lỗi tủi khổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy người ta sẽ nói: đây Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài cứu độ chúng ta. Ngài là Chúa, Đấng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa.
Chúa đưa dẫn bước tôi đi, lên tôi chẳng theo thốn chi. Trên đồng cỏ xanh gì người tha tôi đi nằm nghỉ, trong nguồn nước chỗ nghỉ ngơi người cho tôi vào uống, người lo bồi dưỡng lại tâm. Chẳng lắng lo gì vì có Chúa ở cùng tôi, cho dù thung lũng tối tăm thì roi vơi gậy Chúa là chính niềm an bình cho hồn sẵn cho bàn tiệc ngay trước mặt kẻ đối phương. Trên đầu Chúa sức dầu rượu hồng tươi ôi đầy dư, nhân từ ân sủng Chúa ban. Và trong nhà Chúa trời tôi đi, thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên không, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời không do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước, chớ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Oh,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Quả thật tôi bảo các ông, ai nghe lời tôi và tin đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật tôi bảo các ông, đã đến giờ và ngay bây giờ, người chết nghe tiếng con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống. Cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Ngài cũng ban cho con có sự sống nơi mình như vậy. Và Ngài đã ban cho con quyền xét xử, vì con là con người. Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, vì đã đến giờ mọi người trong mộ sẽ nghe tiếng người mà đi ra. Ai đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn ai đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Đó là lời Chúa. Ai đã làm việc lành thì sẽ được xét xử để tiến đến sự sống, còn ai làm việc dữ thì sẽ bị xét xử. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với gia đình tang quyến dâng thánh lễ an táng cho cụ bà Maria. Chúng ta cùng quy tụ để cầu nguyện cho bà trong giờ phút của thánh lễ an táng. Xin có mấy lời chia sẻ cùng với cộng đoàn. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Đây là lời trầm tình của thi sĩ Bùi Giáng sau khi ông đã suy tư và trải nghiệm về sự chóng qua của cuộc đời. Khi thốt lên những lời ấy, ông như một người mộng du chợt bừng tỉnh ngộ, vì đã nhận ra rằng cuộc sống đời này thật ngắn ngủi và vô nghĩa. Vậy mà trước đó ông đã tin rằng nó hoàn hảo, và hình như ông tin nó tồn tại vĩnh viễn. Hai câu thơ còn diễn tả sự nuối tiếc bởi ông đã đi tìm cái hư vô, và đến lúc nào đó nhận ra rằng những cái mình tìm chẳng bao giờ có được, vì con người không bao giờ thỏa mãn về đời này. Có cái nọ thì lại hướng tới cái kia. Và vì đã kịp thời tỉnh ngộ, cho nên ông mới muốn nhắn gửi đến mọi người một thông điệp. Ông nói: người ơi, xin đừng ganh, đừng ghét, đừng hận thù tranh chấp với một ai. Hãy vui sống với tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc, vì đời ta đã sống trọn kiếp người, với tất cả tấm lòng thành thương mến, để mọi người xa lạ cũng như quen. Những vần thơ của Bùi Giáng làm cho chúng ta suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời. Cuộc đời này có thể như các bài hát của thánh lễ an táng, như bóng câu qua cửa sổ, sớm nở chiều tàn như một bông hoa. Như thế, nếu người ta đặt đời mình vào trong cuộc đời này và coi là đích điểm, thì quả là một sai lầm. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng đang quy tụ nơi đây để dâng thánh lễ cuối cùng, khi thân xác cụ cố Maria còn ở trên cuộc đời này, và để cùng với cụ cố
dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những chuỗi ngày mà cụ đã được sống trên trần gian này trước khi chúng ta đưa tiễn cụ ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Sự ra đi của cụ không những là một mất mát lớn lao đối với gia đình, đặc biệt đối với những người thân, nhưng cũng là một mất mát cho cả giáo xứ. Chắc hẳn mọi người sẽ rất thương nhớ vì từ nay sẽ không bao giờ còn thấy cụ hiện hữu trên trần gian này nữa. Nhưng không hiện hữu cũng không có nghĩa là sẽ chấm dứt, mà chúng ta tin cụ sẽ còn tồn tại trong nước Chúa, trong sự sống đời sau, vì tất cả chúng ta đều là Kitô hữu, những người có niềm tin vào sự sống đời sau, niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta vừa nghe trong bài đọc lời Chúa, chúng ta nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời. Khi ghi nhớ điều đó, để những suy nghĩ, những hành động và những cách cư xử của chúng ta nơi thế gian này phải làm sao để khi Đức Kitô ngự đến, chúng ta được vào hưởng vinh phúc quê trời với Ngài. Cho dẫu nơi trần thế, chúng ta cũng gặp muôn vàn những khó khăn và kể cả những cay đắng nữa, nhưng chúng ta vẫn đặt niềm hy vọng và cậy trông nơi lòng thương xót của Chúa. Đó là ý nghĩa mà bài đọc một hôm nay cũng gợi lên. Trong bài tin mừng thì chúng ta cũng được Chúa Giêsu nói với chúng ta: ai tin vào Chúa và đến với Chúa thì sẽ được sống đời đời. Cụ bà Maria cũng đã tin và sống cuộc đời trần gian này 98-99 năm, kể là một người khá thọ. Và bà đã tin vào Thiên Chúa, tin vào sự sống đời sau, cho nên chắc chắn lời của Chúa Giêsu nói với bà hôm nay và nói với chúng ta nữa sẽ được hoàn thiện nơi cuộc sống đời sau với bà. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng cụ bà Maria khi còn sống thì nhà gần với nhà thờ, bao nhiêu những cái sự đổi thay của giáo xứ, bao nhiêu những sự xây dựng làm cho cơ sở vật chất của giáo xứ càng ngày càng đẹp ra, bà cũng đã chứng kiến và cũng chắc rằng bà cũng đã đóng góp biết bao những lời cầu nguyện, những hy sinh vào những việc xây dựng giáo xứ này trong lòng đạo đức, sự hiệp nhất cũng như cả cơ sở vật chất nữa. Thiên Chúa sẽ thưởng công cho tất cả những hy sinh và những đóng góp đó. Trong ngày lễ an táng của bà cụ Maria, chúng ta một lần nữa dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho bà. Vì cuộc đời con người nhân vô thập toàn, cho dù chúng ta cũng đã hy sinh, cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không khỏi những cái vấp váp, những cái lỗi lầm. Thì vì hy lễ thập giá mà chúng ta dâng, xin Thiên Chúa xóa đi tất cả những tội lỗi, những lầm lỗi của bà để bà được hưởng nhan Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung tín, giao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại,
để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay, khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết, được tìm thấy lời giải đáp trong ánh sáng của Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh Người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng cầu nguyện của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn Maria, sau khi đã hoàn tất cuộc đời mình ở trần gian, giờ đây được Chúa xót thương và đưa vào hưởng phúc quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin cho các thân bằng quyến thuộc và cả cộng đoàn hiện diện được thêm vững tin vào Chúa là nguyên thủy và cùng đích mọi loài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa ban phúc trường sinh cho chúng con khi từ cõi chết sống lại, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho cụ Maria được hưởng sự sống đời đời với Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương trong ngày an táng của bà Maria lại thị sức. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để nếu tôi tới Chúa còn vết nhơ tội lỗi nào, hay tính hư nhân loại nào còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ái tẩy xóa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì mặc dầu chúng con đang phải chết, nhưng do lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi đã chết vì tội, chúng con lại được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô và được kêu gọi về sống với Người. Vì thế cùng với quyền thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa, chúng con đoàn truyền Chúa chịu chết và tiến sĩ vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cụ Maria Lại Thị Sức, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ăn đàng trong bí tích thánh thể. Xin đoái thương cho người chị em chúng con là cụ Maria Lại Thị Sức, nhờ của ăn này đạt tới chính bàn tiệc muôn đời của Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn chúng ta cũng hướng về linh cữu để cử hành nghi thức tiễn biệt. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài người chị em chúng con, cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đáng hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thế,
Lạy Chúa, xin linh hồn được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn tổ mộng để mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn nơi Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu phát cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người chị em chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi bà còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Thiên Thần dẫn đưa bà vào thiên đàng, và khi tới nơi xin các thánh tử đã đón tiếp bà và hướng dẫn bà vào thành thánh Jerusalem. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là gia đình tăng quyến, thánh lễ an táng mà chúng ta vừa dâng cũng là thánh lễ an táng đầu tiên tôi được về với cộng đoàn giáo xứ. Dâng thánh lễ an táng, một thánh lễ đầu tiên của thánh lễ an táng tại ngôi nhà thờ của giáo xứ Hoàng Nguyên, vừa cho một cụ bà 99 tuổi. Bà đã sống
một áp một thế kỷ, chắc rằng cũng chứng kiến biết bao nhiêu những sự thăng trầm của giáo xứ, chứng kiến biết bao nhiêu những sự đổi thay từ những cái khi mà giáo xứ chúng ta còn đang ở trong những thời gian khó khăn. Thế mà ngày hôm nay thì Chúa thương ban cho giáo xứ chúng ta với biết bao nhiêu những cái hồng ân, bà cũng được chứng kiến những cái điều đó. Chắc rằng bà về thiên đàng, bà tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ, và xin bà về thiên đàng thì bà cũng cầu nguyện cho tôi với người dâng thánh lễ an táng ở Hoàng Nguyên đầu tiên, thì lại dâng thánh lễ an táng cho cụ. Xin cụ về thiên đàng để cầu nguyện cho giáo xứ và cho công việc mục vụ của chúng tôi nữa. Qua đến nay thì tuy đang ở nhà nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng hiệp thông với những lời cầu nguyện của mọi người khi đến cầu nguyện cho bà tại gia đình. Khi gia đình phát loa thì cũng thấy rằng bài biết bao nhiêu những cái tình cảm mà gia đình và mọi người trong giáo xứ dành cho bà. Xin phân ưu cùng chia sẻ cái nỗi buồn của sự ra đi, của sự mất mát. Xin Chúa, chỉ có Chúa mới là đấng an ủi chúng ta thôi. Chỉ có niềm hy vọng về nước trời mới là niềm an ủi và nâng đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta không có đức tin thì chết là hết, thì quả thật là vô cùng buồn. Nhưng mà chết không phải là hết. Hẹn gặp nhau trên nước trời, bà ra đi trước và tất cả chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở trên nước trời, nước thiên đàng. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ niềm tin của chúng ta. Giờ đây thì xin mời cộng đoàn cùng với gia đình chúng ta đưa linh cữu bà đến nơi vườn thánh, nơi đất thánh để bà an nghỉ cho ngày thân xác phục sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quanh
Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, đây con trở về, về bụi cho lạy Chúa. Xin cho con luôn cậy trong phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu, vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Bước về nhà cha.
Chúa thương cho nên hình hài, vì Chúa thương băng có một ngày, Chúa khoan dung rộng lượng vô biên. Bao năm rồi cuộc đời hy sinh để sống luôn yêu thương mọi người, một đức tin trung kiên tuyệt vời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ ba ngày. Hầu khấn hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang lặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa, và được nhìn thêm ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Sự sống lại chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Alo. Lấy để còn lấy nữa mà đi sau. Ừ. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tớ Chúa là bà Maria ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác hơi tớ Chúa cho lòng đất, thể hơi tớ Chúa trẻ về nơi phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ khỏi chết sống lại, người đã biến đổi thân xác của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin trao gửi bà Maria chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác tôi tớ Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho bà Maria của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương lau sạch nước mắt những thân bằng quyến thuộc của người quá cố. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta, Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương ban cho bà Maria được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đưa linh hồn bà Maria vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn bà Maria được ghi ấn tín trong nước rửa tội. Chúng ta hãy cầu xin
Chúa đoái thương cho linh hồn này được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là bà Maria trong việc mình máu thánh Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho linh hồn này vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương cho chúng ta đang thương nhớ bà Maria được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa như Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước Cha, chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chỗ cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dục lạc. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là bà Maria đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa. Khi còn sống, tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà Maria được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn bà Maria. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu khan, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, với Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa anh, vì đã trông cậy Chúa. Nhân kẻ làm thân nước Chúa trời đến ngày hay trông đẩy người cho riêng, vì lời rất nhân ngày nay thương vô cùng. Sẽ tha đến mọi tội lỗi kẻ làm thân người hay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn ra khỏi tù ngục. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được. Lạy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở địa ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bằng hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho riêng. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được lữ đồng chính mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đúng đâu vô Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria chúng con qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lúc nào vô cùng đơn đau. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Thank you.
Thank you.
vẫn tôi xin người chớ chấp tội tôi.